với linh cầu tự chiến, màn đối đầu nguy hiểm và khốc liệt giữa hai mãnh thú đáng sợ nhất. Cuộc chiến sinh tồn trong thế giới động vật không chỉ kéo dài trong vài phút, vài giờ, mà đó là sự tranh đấu bền bỉ kể từ khi được sinh ra cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Tại những đồng cỏ rộng lớn và khô cằn ở châu Phi, tồn tại những kẻ săn mồi máu lạnh luôn trực chờ kết liễu bất kỳ kẻ tay mơ nào trong tầm ngắm. Thậm chí là những cuộc đấu sinh tử giữa những kẻ săn mồi để tranh giành cơ hội được sống sót trên vùng đất khô cằn này. Hãy hùng cảnh khỉ đầu chó rượt đuổi và xé xác hồng hạc trong gang tấc. Hồng hạc là tên chỉ các loài chim lội nước thuộc họ Phoenicrotidae, bộ Phoenicrotidae Fomes. Chim hồng hạc được coi là một trong những loài động vật trung thành. Các con chim trong cùng một đàn sẽ di chuyển cùng nhau khi gặp các mối nguy hiểm đe dọa. Chim hồng hạc có đặc điểm đặc biệt là thích đứng một chân đã làm nhiều nhà khoa học khó hiểu. Sau khi nghiên cứu, một số nhà khoa học đoán hồng hạc đứng một chân để giữ sức và lưu thông máu tốt hơn. Vào cuối tháng 8 hàng năm, hàng triệu chú chim hồng hạc đã di cư tới hồ Bogria ở thung lũng Rift, Kenya để tìm kiếm thức ăn và tránh rét. Ở cuộc chiến dưới đây, một con khỉ đầu chó mon men kiếm ăn ven hồ, nơi mà những con chim hồng hạc đang kiếm ăn. Do đang mải mê tắm táp và tìm kiếm thức ăn, nên bầy chim hồng hạc đã không trông thấy sự xuất hiện của khỉ đầu chó. Thế nên, khi khỉ đầu chó bất ngờ xông ra, bầy hồng hạc đã tỏ ra cực kỳ hoảng loạn. Đồng thời, số lượng quá đông cùng thân hình nặng nề cũng khiến chúng gặp khó khăn trong việc cất cánh nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của đối thủ. Với sở trường và vận tốc đáng nể của mình, chỉ trong chốc lát, con khỉ đầu chó đã dễ dàng tóm gọn được một chú chim hồng hạc. Khi đã tóm gọn được mùi ngon, khỉ đầu chó nhanh chóng mang chiến lợi phẩm đến một chỗ đắc địa để thưởng thức. Nó vặn lông, lột da, rỉa xương, róc thịt không thiếu một chỗ nào, khiến người xem cũng phải lạnh gáy vì sự tàn độc của tự nhiên hoang dã. Vừa săn được con mồi, sư tử đã bị linh cầu cướp trắng trợn. Tại châu Phi, linh cầu chỉ đứng sau sư tử khi chúng đơn độc chạm trán nhau về sức mạnh. Mặc dù nhiều người nghĩ linh cầu là loài động vật ăn xác chết, nhưng trên thực tế, chúng là động vật săn mồi đầy sức mạnh bởi phần lớn nguồn thức ăn của chúng là các con mồi sống. Chúng có thể giết chết các loài vật to lớn khác như ngựa vằn, linh dương và bò, trâu rừng. Linh cầu hay đụng độ với sư tử thường là khi linh cầu nhòm ngó con mồi sư tử đã săn được. Tuy vậy, các cuộc đụng độ giữa chúng hiếm khi dẫn đến mất mạng, bởi linh cầu luôn tránh đối đầu trực tiếp với sư tử mà dựa vào số đông, hoặc những lúc sư tử sơ hở mà tấn công hoặc cướp mồi. Với tính tham lam, liều lĩnh, hàm răng sắc nhọn và lối sống bầy đàn, linh cầu có thể chiến thắng và giết chết sư tử khi vượt trội về số lượng, hoặc sư tử bị lạc đàn, già yếu, bị thương. Khi có cơ hội, một con linh cầu cũng có thể liều lĩnh tranh mồi mà một con báo chỉ ta vừa vất vả săn được. Khi yếu thế hơn, loài linh cầu sẽ phát ra những âm thanh xa tới 3 dặm, hơn 5 km để gọi thêm đồng loại đến tham chiến. Lúc đó, kể cả một bầy sư tử đông đúc cũng trở nên yếu thế trước đàn linh cầu lớn và đành phải rút lui, bỏ lại con mồi chưa kịp ăn. Đó chính là lý do tại sao, mỗi khi có cơ hội thắng thế, loài sư tử thường tìm cách hạ sát linh cầu, cũng như các loài khác có khả năng cạnh tranh nguồn thức ăn của chúng để thị uy và chiếm lãnh địa. Dưới cái nắng khắc nghiệt của lục địa đen, các loài động vật đang cố gắng tìm kiếm một bữa ăn càng sớm càng tốt. Và chính điều đó, lần này sư tử và linh cầu lại có cơ hội đối đầu với nhau. Một bầy sư tử vừa mới săn được một con ngựa vằn khổng lồ, để không bị kẻ nào nhòm ngó, chúng cố gắng phân chia nhau để xử lý chiến lợi phẩm nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, chưa kịp thưởng thức xong, mùi máu tanh đã hấp dẫn cả linh cầu gần đó. Thấy sư tử đang rỉa thịt ngựa vằn, đàn linh cầu tất nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Chúng tập hợp lại và bắt đầu phát động cuộc tấn công. Dĩ nhiên, sư tử không phải là kẻ tầm thường nên chúng cũng chẳng ngại ngần mà lao thẳng vào trận địa của linh cầu để đáp trả. Thế nhưng, do sự áp đảo về quân số, sư tử đã bại trận trong cuộc chơi lần này. Chúng không những không giữ được con mồi mà thậm chí còn bị đàn linh cầu đuổi cho chạy té khói. Bầy sư tử tức tưởi vì bị quật tơi bời khi có ý định hạ sát cá sấu. Trong thiên nhiên hoang dã, sư tử và cá sấu luôn được biết đến là hai trong số các loài động vật ăn thịt khét tiếng nhất. Nhờ vào sức mạnh vượt trội cộng thêm một số đặc điểm như hàm răng, bộ móng vuốt sắc nhọn, chuyên để săn mồi, chúng luôn là cơn ác mộng cho các loài động vật khác. Chính vì vậy, những cuộc ác chiến giữa hai loài này thường xảy ra rất tàn khốc và phần thắng luôn là dấu hỏi lớn. Bởi vì, việc giành chiến thắng trong cuộc chiến phụ thuộc rất nhiều vào ngoại cảnh. Nếu ở trên cạn thì cá sấu không thể địch lại sư tử, nhưng khi ở dưới nước
thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều ngược lại. Trông thấy một chú cá sấu đang nằm phơi nắng, bầy sư tử này bắt đầu thực hiện chiến thuật giáp lá cà. Chúng rón rén, nhẹ nhàng bước đến gần chỗ cá sấu. Ban đầu, sư tử chỉ vần quanh cá sấu và tung đòn nhử để kiểm tra phản xạ và tốc độ của đối thủ. Nhận thấy cá sấu có vẻ yếu thế hơn, hai con sư tử hung hăng bắt đầu lao tới, hòng cắn xé. Dù bị áp đảo về số lượng, thế nhưng trước giờ phút sinh tử, con cá sấu đã vươn thân mình, tung những cú quật đáp trả. Cùng bộ hàm sắc nhọn đã găm chặt vào đối thủ. Trong thế giới động vật, cá sấu hiếm khi tấn công con mồi khi ở trên cạn do hạn chế về tốc độ di chuyển, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không thể phản công. Với khả năng gia tốc cực kỳ đáng sợ, cá sấu có thể đạt vận tốc 12m/giây trong vòng 0,25 giây. Điều đó có nghĩa là trong bán kính khoảng 4m, nó triệt hạ con mồi một cách chớp nhoáng trước khi nạn nhân kịp nhận ra bị tấn công. Chính điều này đã giúp cá sấu giành lợi thế trong cuộc chiến lần này. Trông thấy sự phản kháng dữ dội của cá sấu, đôi sư tử dường như chết lặng. Có lẽ chúng không thể ngờ, ở địa bàn của mình, cá sấu vẫn có thể ngoan cường đến vậy. Cuối cùng, không làm gì được và cũng để tránh tổn thương lực lượng, sư tử đành lẳng lặng bỏ đi với sự tức tưởi. Sư tử treo lên cây tấn công khỉ đầu chó để giải cứu con. Trong thiên nhiên hoang dã, khỉ đầu chó vốn được biết đến là một trong những loài động vật tinh danh và có tính tò mò nhất. Khỉ đầu chó thường sống thành các bầy đàn rất lớn, lên tới khoảng 600-800 con. Chúng là một trong những loài động vật rất hung hăng và khó chịu. Thậm chí không ít trường hợp những con khỉ đầu chó tấn công những loài động vật ăn thịt đáng sợ như sư tử, báo đốm hay cá sấu, và ăn cắp con của những loài động vật đó mang lên cây và ăn thịt. Đợi khi sư tử mẹ mất cảnh giác, con khỉ đầu chó tinh nghịch đã ôm theo một con sư tử con, treo lên cây và đối xử với con sư tử này như thể con của nó. Nhưng con khỉ đầu chó là loài vật rất khỏe và khi hưng phấn tranh giành sư tử con, chúng thậm chí có thể gây ra những tổn thương bên trong đối với con vật này. Một lát sau, khi sư tử mẹ trở về, nó phát hiện đàn khỉ đã đánh cắp sư tử con và mang lên cây. Sư tử mẹ phẫn nộ điên cuồng tấn công đàn khỉ đầu chó, khiến chúng bỏ chạy nháo nhác. Con sư tử này quyết tâm đòi lại con của nó. Sư tử đuổi theo con khỉ lên tận ngọn cây cao, uy hiếp con khỉ đầu chó giao lại con cho mình. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Những con sư tử khác đã quay trở lại và hợp sức tấn công, khiến cho rất nhiều con khỉ đầu chó khác phải bỏ mạng. Cuối cùng, sau những nỗ lực của mình, sư tử mẹ đã giành lại được đứa con từ tay những kẻ bắt cóc tinh quái. Các bạn thân mến, vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết mất rồi. Các bạn cảm thấy cuộc chiến nào là đáng sợ nhất? Hãy bình chọn bằng cách comment ngay để cho mọi người cùng được biết về nhé. Các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe để theo dõi những video siêu hot. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!